Hai anh Tuấn, em đang quen bạn trai được năm, ảnh đầu tư tình cảm cho em, quan tâm sức khỏe em mỗi ngày. Trời ơi, quan tâm sức khỏe mỗi ngày luôn hả? Theo cảm nhận của em thì anh ta muốn xác định mối quan hệ lâu dài. Anh tôn trọng em mà không đòi hỏi sắp tới bọn em có đi du lịch cùng nhau. Anh cho em hỏi nếu em là bạn trai rồi, thời giờ dán dưới. Anh không đòi hỏi, anh chưa hiểu cái chữ đó, anh đọc lại cái đoạn đó. Anh tôn trọng em mà không đòi hỏi. Cái chữ đòi hỏi này là về tình dục hả? Anh ta mà không đòi hỏi về tình dục là có chuyện đó em. Sắp tới bọn em có đi du lịch cùng nhau, anh cho mọi nếu em là bạn trai quờ từ giờ nhưng không phụ thuộc anh ta, em vẫn hành xử đúng. Vậy anh ta có tụt cảm giác và có muốn cưới không ạ? À? Cảm ơn anh. Câu trả lời là vẫn có thể sẽ tụt. Nhưng mà anh thấy có một điểm rất là lạ ở cái phần riêng của anh ta nha. Là không đòi hỏi. Những cái em tả, những cái câu em tả anh rất là sợ nha. Tại vì nó có vẻ tốt nhưng nó ẩn chứa một cái gì đó, nó quá tĩnh lặng của một cái cuộc tình á. Anh đọc lại em thấy là nó quá tĩnh lặng của một cái cuộc tình nó không tĩnh lặng như vậy. Tức là nó giống như là nó được vẽ ra tròn chứ không phải là do hai người khớp vào nhau bằng cách xoay sở để khớp vào nhau. Một cái mối quan hệ tình cảm thực sự rất là tốt đẹp, nó không phải là bằng cái ngay chóng mà là nó là như là người ta quyết gồ, tức là người ta từ từ người ta khớp 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 gần vào nhau, và trong cái quá trình đó nó là một cái quá trình đeo đuổi thay đổi phiên bản mà nó khớp vào nhau chứ nó không phải như là cái. Cho nên nếu nó bằng cái như vậy, nó có vẻ như là nó có một cái gì đó được tính toán ở đằng sau lưng. Đó, thì cái lý luận đó là vậy. Có một cái gì đó người ta chủ động làm để cho nó thật là khớp. Chứ nó không phải là nó là một cái quá trình đúng của những cái cảm xúc được xảy ra đúng cách. Đó. Cho nên anh đọc lại nha, em thấy nó quá tĩnh lặng luôn. Em quen anh bạn trai được 1 năm, anh đầu tư tình cảm cho em. Rồi nghe thấy đoạn đầu rất là ok. Đó, tiếp tục nè, quan tâm sức khỏe mỗi ngày cũng ok, nhưng mà nghe sao nó có vẻ giống như bài bản quá. Em ơi, một người bình thường không có quan tâm tới sức khỏe người khác tới mỗi ngày đâu em. Người ta quan tâm sức khỏe có nghĩa là sao, đúng không? Khi có cái gì đó trái gió trở trời thì người ta hỏi nhau, hoặc là lâu lâu người ta thấy có cái gì đó không, người ta sợ chứ gì, có dịch có cúm cái gì đó, thấy ho sổ mũi hỏi em có sao không, em ngủ được không, và tính toán tiếp tục nữa nè. Nhưng mà đó anh không nói anh ta xấu, anh chỉ nói là nó có một cái gì đó, nó có một cái kế hoạch, nó được đặt ra có chủ đích. Là theo cảm nhận của em thì anh ta muốn xác nhận mối quan hệ lâu dài, có nghĩa là nó có một cái gì đó ngay từ đầu là anh muốn là lâu dài chứ không phải là cảm xúc của anh đến với em và anh muốn có em. Nó giống như một cái gì đó kế hoạch em ơi. Tất cả những người đàn ông có tình cảm tự nhiên nó là muốn lâu dài, thậm chí muốn ngay lập tức luôn. Okay. Nhưng mà tiếp tục cái này em thấy nó có một cái gì đó, nó có một cái agenda, một cái sự tính toán kế hoạch. Anh tôn trọng em và không đòi hỏi, tôn trọng và không đòi hỏi, đó là một cái đáng sợ. Đi tới đây nhưng thấy sợ em ơi, sự tôn trọng và đòi hỏi không có mâu thuẫn nhau. Anh tôn trọng em nhưng mà anh cũng đòi hỏi, má ơi luôn á, anh nói cho em biết. Tại vì sự đòi hỏi đó nó không có nghĩa, sự xin xỏ đề nghị mong muốn năn nỉ ỉ ôi đó nó không là không tôn trọng. Sự tôn trọng nó thể hiện ra là anh ta chấp nhận sự từ chối chứ không phải là không đòi hỏi. Tại vì một người đàn ông cái nhu cầu về tình dục của người ta rất cao. Anh nói chữ cao đây là so với các bạn nữ okay. Cao, thậm chí có những người đàn ông tính vài lần một ngày okay. Còn nếu mà không được thỏa mãn thì cái cơn nó cứ nằm hoài ở đó okay. Nói để các bạn hiểu được, cái chữ cao có nghĩa là nếu họ không được thỏa mãn họ sẽ vẫn còn cái nhu cầu đó cho tới lúc họ được thỏa mãn. Thì nếu như cô gái không thỏa mãn thì họ tìm cách họ tự thỏa mãn, chuyện của họ. Nhưng mà ý anh nói là em tưởng tượng đi chơi với một cô gái mà anh ta yêu thương mà nửa năm, 1 năm, và cái việc ta nói trong cái lúc đi chơi 2 tiếng hồ thôi, anh hỏi em trong 2 tiếng hồ đó bao nhiêu lần anh ta có hứng thú, câu trả lời là trong suốt 2 tiếng. Mà cái lúc nào thể hiện ra, lúc có cơ hội, lúc nào có cơ hội, lúc tụi em trong khách sạn hả? Không phải, lúc ngồi gần nhau, cái lúc ngồi trên xe với nhau, cái lúc ngồi kế bên, cái lúc ngồi sau lưng, cái lúc em biết là đàn ông ngày xưa chở con gái sau lưng đi đạp thắng thắng cái nắm tay lôi vô áp giùm gồng cái lưng lên cái kéo nhỏ con gái vô, nó nói trời sao kéo sát vậy, mắc cỡ ta nhìn thấy. Ngồi trên xe hơi thì tay quơ trên quơ dưới, quơ nắm tay lung tung làm bộ lộ, anh xin lỗi anh để lộ tay cho anh không thấy, anh lo lái cái tay quơ nó sao quơ cao vậy, thấp dưới chứ đủ thứ cho nó. Lúc ngồi ăn trong tiệm, trong quán ăn, ngồi kế bên em dần dần làm bộ đụng tới đụng lui đi đủ kiểu cho nó. Và cái đó là cái sự lãng mạn của cặp tình nhân, nó không có gì xấu, nó không có gì sai, nó chính là cái thể hiện cái cảm xúc của người đàn ông.
ham muốn về thể xác của một cô gái. Rồi nếu như có cơ hội tốt hơn trong quán cà phê, trong trong quán, trong rạp chiếu phim, tôi trong cái chỗ nào đó không có người, lúc mà bạn bè nó quẹo trong một cái phòng đang hát karaoke, cái đứa bạn, hai đứa bạn, ba đứa bạn đi vệ sinh, bước ra cái tranh thủ đó, đại loại vậy đó. Tại đó không có nghĩa là không tôn trọng. Ok, ở đây theo em tả anh thấy có một cái gì là bình lặng ghê quá. Ok, cho nên cái đó là cái đáng sợ nha. Còn cái câu hỏi của em nè, cái đó là cái mà anh đặt cái dấu chấm hỏi đó, rất là lớn luôn á. Ok, nó không giống như một người đàn ông rung động mạnh mà nhào tới, mà nó giống như một người đàn ông có kế hoạch để tới. Cái này đáng sợ là vì sao phải không? Là vì nó không không thấy cái cảm xúc. Ok, rồi nhưng mà cái câu hỏi em thì lại là về cái phần hoàn toàn khác. Tại em đồng ý quan hệ tình dục nhưng không phụ thuộc anh ta hành xử đúng hay không? Hành xử đúng thì không quan hệ tình dục em. Ok, cho nên một khi em nói là em hành xử đúng, em quan hệ tình dục mà hành xử đúng, thì anh nói em là hành xử đúng là không quan hệ tình dục. Vậy thôi. Còn nếu như em đã quan hệ tình dục thì nó không còn là hành xử đúng nữa. Cho nên là anh không thể nào vừa đồng ý với em là hành xử sai là hành xử đúng. Em rất không nên, chưa và nên đánh giá lại mối quan hệ này ngay từ đầu. Coi lại coi sự rung động có không, tại sao kỳ vậy. Đó. Tại vì sao? Là vì có rất nhiều người có những cái lý do, anh giả sử nha, lý do nhẹ nhất là bị yếu sinh lý. Những người đàn ông yếu sinh lý, họ thể hiện sự nghiêm túc rất cao trong các mối quan hệ. Họ thể hiện, và đối với con gái, coi đó là quan trọng. Tại vì sao biết không? Họ muốn dùng cái sự nghiêm túc đó để che đậy cái ham muốn không có. Anh nói tiếc, nhưng bạn nam nó nên đi chữa cái đó cho mình. Còn nếu như yếu thì cứ cho các bạn nữ biết, họ biết. Có những người phụ nữ họ chấp nhận, họ sống được như vậy. Nhưng mà họ che đậy một cái gì đó, yếu sinh lý là cái nhẹ nhất có thể xảy ra nha. Nặng hơn á là bị những cái yếu tố cố định về sinh lý là không có. Là không có, phải đi chích thuốc hàng tuần, hàng tháng cái gì đó. Cái này không phải là lỗi, cái này là sự bất lợi của từng người, họ có thể bị bệnh gì đó. Cái tệ nhất nè là đồng giới. Lúc đó là người phụ nữ trở thành tấm bình phong, hoàn toàn không có hạnh phúc gì cả. Bởi vì đó là tệ nhất. Hoặc là đồng giới nhưng mà là quan hệ với cả hai giới. Và cái quan hệ đồng giới thì nó dễ hơn, nó chưa là địa ngục, mà hai giới nó mới là địa ngục. Anh dùng chữ địa ngục đây có nghĩa là gì không? Nó như thế này nè. Nếu đồng giới thì sau khi phát hiện thì người ta ngưng. Tức là sao biết không? Ờ, ảnh đồng giới thôi, mình chia tay. Nó mất thời gian, nó tổn thương, nó có cái gì đó trong lòng xấu hổ. Theo cái kiểu của từng người, tùy mỗi người có một cái cảm giác. Đúng là không có nên có gì xấu hổ, mình làm thôi. Okay. Nhưng mà cái mà hai giới đáng sợ là sao biết không? Là nó sẽ xảy ra mãi như vậy, nó cứ dây dưa hoài. Anh ta có thể quan hệ với phụ nữ để giữ như một cái gì đó là mình là người không có gia đình, nhưng anh ta lại hứng thú nặng hơn với đàn ông. Và cái đó là người phụ nữ bị kẹt luôn ở trong cái đó, mà không biết gọi nó là cái gì luôn. Tại sao biết không? Có con, sanh con ra, nhưng mà sau này chồng lại cặp kè với người đàn ông khác, không biết giải thích với con sao luôn. Tại vì con lớn là nó biết không? Cái đó mới là khổ. Thì anh không biết, nhưng mà em phải là người tự nhận ra điều đó. Và các cô gái chỉ cần cái phần bản năng thôi, mà lành thôi, là đã nhận ra ngay từ đầu. Okay, thứ hai là kiến thức thì thấy rất là rõ. Cái đó em phải tự trả lời, trong đó anh không trả lời được. Tại vì cái quan sát đó là quan sát cự ly gần. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Thì mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.